Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng nhau tạo những cái đường hầm cùng với nữ chủ tế nha. Mùa thì cũng sắp hết rồi, các bạn tranh thủ đúng không? Nói chung là cũng chuẩn bị bán cái phụ kiện vàng, ai có đá thì sẽ mua. Hôm nay mình phát hiện được một cái bí mật rất là lớn ở trong trường mình. Đó chính là có rất là nhiều vòi nước. Trước nay thì mình cứ nghĩ là cái vòi nước này là để uống bình thường, xong rồi kiểu như là chỉ để uống nước theo nước đun sôi để nguội thôi. Nhưng mà không ngờ là khi mà mình tận mắt chứng kiến bạn của mình lấy cái nước ở trong cái vòi đó ra thì là nước đá mọi người. Trời ơi, nó rất là đá luôn. Kiểu bị ghiền. Ủa, hôm nay gặp mèo ăn. Cái vòi này thì cứ nghĩ là chỉ là nước sôi để nguội thôi, lọc qua các cái loại máy các thứ rồi để uống. Không ngờ là nó cũng có chế độ làm lạnh ở trong cái hệ thống đấy. Trưa hôm qua 12 giờ mình tận mắt mình chứng kiến. Công nhận là một hơi mát mẻ cực kỳ luôn. Từ nay có lẽ là mình bye bye canteen. Từ khi mà nhập học đến giờ là canteen chỉ lấy của mình chắc khoảng được 50.000. 50 chia cho 6. 8, 4, 6, 8, 6, 4, 8. Chắc mình mua được 8, khoảng hơn 8 chai nước, 8, 9 chai nước gì thôi. Chai nước suối 6.000 một chai. Còn giờ là thôi rồi, tự nhiên bây giờ có một cái vòi nước lạnh như thế rồi, không cần phải ra canteen nữa. Mình là người cực kỳ thích nước lạnh luôn, cho nên là ngày nào không có để uống là không chịu được. Hiện đại phết luôn á, thật sự hiện đại. Kỳ này cũng học sắp bị văng, biết ngay mà. Chị 13. Kỳ này là cũng sướng, học toàn những cái phòng có máy lạnh thôi, ở máy tivi các thứ. Nó là đã luôn á. Nhất là các bạn biết không, học có phòng mà mình học tận lầu 4. Cho đến học được khoảng 1-2 tuần nên là được chuyển lớp. Hình như giáo viên họ xin chuyển hay sao ấy, cho tụi mình xuống học lầu số 2. Trời ơi, đỡ mệt. Có nhiều trường xịn hơn thì sẽ được thang máy. Nhưng mà mình nghĩ là thôi. Đi bộ nó cũng khỏe, với lại tiền nào của đấy mà. Trường nào có thang máy, muốn đi thang máy thì học phí nó cao. Thế thôi, không phải thắc mắc nhiều. Nhiều vòng quá, để mình tạo bớt nốt đi. Ồ, hôm nay mình gặp Mã Lệ Phi Xuân này. Ý, rồi chạy đi cover cho. Trời ơi, nhảy qua đây là an toàn rồi này. Rồi. Ồ, nó đánh mình mất vòng rồi. Ui, nó nhảy xuống. Ôi, gặp đạt nhảy xuống nữa. Thôi rồi. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi. Ôi, nãy 3 vòng giờ xài hết sạch luôn. Bum 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 bum. Chủ tế là một nhân vật mà mình thấy là rất là dễ chơi này. Nhưng mà cái việc mà đặt vòng á, thì sẽ rất là khó. Ở những cái nhiều khi mà mình luống cuống bị hunter gì á, rồi đặt những cái vòng gọi là vòng chữ T, rồi vòng các cậu hay nói là vòng Oreo các thứ ấy. Này này, để tạo cổng xanh lát cứu xong chạy qua vòng đây. Xoáy xoáy xoáy. Rồi chạy qua vòng, chạy qua vòng. Ồ, có vẻ như là mấy cậu này chê vòng. Nhanh nào, nhanh nào, nhanh nào. Ok. Ủa, bác sĩ đâu rồi? Ôi, còn gặp ông gác mộ đi qua đấy nữa. Thôi, sợ luôn. Bó tay. Ông gác mộ ơi là ông gác mộ.
giờ sao mà cứu đây không biết. Ôi hiu hiu, ôi bạn này bạn bị xuống hầm rồi, không biết cứu kịp không lên chứ. Bạch bạch, ngày hôm qua thì làm một bữa heo thì chưa mua 20.000 trái cây, công nhận là trái cây rẻ thật. Không biết có rẻ không nhưng mình thấy là ăn đủ no luôn á. Mua cóc, ổi, táo rồi dưa hấu, đúng rồi. À xoài nữa, một bọc bự 20.000 ăn nguyên buổi trưa luôn, thế là kiểu cũng no no căng bụng luôn. Trong khi hộp cơm 25.000 cũng no ngang như nhau. Này này này. Ồ đánh hụt rồi nha An. Ok, mình có vòng đây. Gác mộ thì sử dụng cái skill rồi. Tên của gác mộ hình như có hashtag màu á. Hình như là lúc mà heal thì nó sẽ hiện màu lên hay sao á. Còn bình thường thấy nó khá là rườm rà ha. Lúc mà chị thương thì nó lại hiện màu sắc của cái chữ ký tự đó lên. Còn máy cuối cùng. Giờ trong giai đoạn tăng tốc giải mã rồi, rất là nhanh. Giờ chắc là team này thợ máy đi cứu thôi chứ chẳng ai đi cứu được nữa đâu. Ồ, ra cổng đi cậu ơi. Ồ, dính mèo rồi. Cứu nhanh, cứu nhanh. Rồi, đi kịp, kịp, kịp. Ok. Rất đơn giản luôn. Nói chung là teamwork mà hay ấy, thì mọi thứ nó sẽ rất là bình thường. Còn vừa vô mình kiểu năm máy mà đã gục rồi thì thấy rất là khó, thực sự rất là khó. Hunter nào mà bro thì dĩ nhiên là thua rồi. Đây để mình mở cho, mất công thì bị giảm mở tốc độ mở cổng. Ôi mở cổng nhanh lên, không kịp rồi. Ui cổng mở đó kìa. Không, ôi tí, hụt kìa. Trời ơi, choáng lâu thế. Choáng lâu kinh ấy được ấy. Nó tham ấy. Công nhận cái bộ trang phục này nhìn cái tóc nó cứ màu đỏ đỏ buồn cười nhỉ. Cái cây gậy quyền trượng công nhận nhìn xinh ghê, có cái viên ngọc. Cái màu xanh này thì mình cũng không thích lắm. Màu cái màu tóc, cái màu áo nó lệch tông, nó chẳng có hợp nhau gì hết trơn. Ồ hay phết nhờ. Gác mộ chịu chơi đấy. Rồi lại dính mèo. Ôi dồi ôi, khổ. Tính đập ván xong rồi thì chạy đi mà không ngờ. Không đập ván cũng không được, mà đập ván cũng không được. Eo ơi. Nhiều lúc mà mình không mang cái nhánh vùng vẫy thấy tiếc ghê. Ê, không kem là bạn sai rồi. Thở máy. Rất là dân chơi nha. Úi trời ơi, quá ngon. Giờ lên lầu chị thương là tuyệt vời luôn á. Yeah. Để đứng đây, đứng đây, đứng đây này. Ôi, nó vừa đi ra kìa.
vẫn còn đang loay hoay ngồi đấy. Trời ơi, đang trị thương mà nó tự nhiên nó trồi lên, chắc mình hết hồn luôn á. Các bạn ngồi xuống rồi nhảy qua cửa sổ á, là nó sẽ không báo động đỏ đâu. Giờ bà An bà đi đâu rồi á, không biết luôn. Nó hết mắt đỏ rồi, cũng không có lo. Kiểu như là muốn mở cổng cho nó an toàn, mất công người chạy rối chạy rít lên. Hy vọng là cô ấy đừng có dịch chuyển sang đây. Giờ sao ta? Khó xử. À, vẫn ở bên kia, vẫn ở bên kia. Vậy mở cổng này luôn. Quá ổn. Rồi thoát thôi, thoát thôi, thoát thôi. An bất lực rồi. Ô, dịch chuyển kìa, vừa lúc mình sang luôn kìa. May. Ồ, mình cũng sẽ kết thúc video clip đây. Và nếu bạn thích thì đừng quên ủng hộ channel của mình nhá. Bye bye mọi người, và chúc các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ.